Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa. Chương trình tối nay ngày 11 tháng 7 có những nội dung đáng chú ý sau đây. Lễ khai mạc Liên hoan Phát thanh toàn quốc lần thứ 16 năm 2024 sẽ diễn ra vào 20 giờ tối nay tại nhà hát Lam Sơn, thành phố Thanh Hóa. Rộn ràng các hoạt động hướng tới Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Thanh Hóa. Sàng lọc trước sinh, giải pháp nâng cao chất lượng dân số. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay ngày 11 tháng 7, các đồng chí Đỗ Tiến sĩ, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam, Trưởng ban chỉ đạo Liên hoan phát thanh toàn quốc lần thứ 16, Đầu Thanh Tùng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa đã dự buổi tổng duyệt chương trình khai mạc Liên hoan phát thanh toàn quốc lần thứ 16 năm 2024 tại nhà hát Lam Sơn, thành phố Thanh Hóa. Liên hoan phát thanh toàn quốc lần thứ 16 năm 2024 do Đài Tiếng Nói Việt Nam phối hợp với Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa đã phát thanh và truyền hình tỉnh Thanh Hóa tổ chức từ ngày 9 đến ngày 14 tháng 7 tại thành phố Thanh Hóa, với sự tham gia của gần 1.000 đại biểu thuộc 81 đơn vị. Sự kiện nhận được sự quan tâm của đông đảo người dân, thính giả yêu phát thanh trên cả nước. Liên hoan năm nay có chủ đề Phát thanh Việt Nam đa dạng trong chuyển đổi số, Chương trình lễ khai mạc được tổ chức công phu kết hợp giữa các tiết mục văn nghệ thể hiện tình yêu thương quê hương đất nước, giới thiệu cảnh đẹp đất và người xứ Thanh, bài ca truyền thống của người làm báo phát thanh cùng các phóng sự ngắn ghi nhanh không khí rộn ràng chào đón liên hoan phát thanh trên khắp mọi miền đất nước. Phát biểu chỉ đạo tại buổi tổng duyệt, đồng chí Đỗ Tiến sĩ, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam, trưởng ban chỉ đạo Liên hoan phát thanh toàn quốc lần thứ 16, đánh giá cao những nỗ lực cố gắng của ekip thực hiện chương trình đến từ Đài Tiếng nói Việt Nam, nhà hát ca múa kịch Lam Sơn đã phát thanh và truyền hình Thanh Hóa trong việc chuẩn bị nhanh chóng, gấp rút, đạt chất lượng cao các cơ sở vật chất, thiết bị máy móc và nhân lực cho đêm khai mạc đồng chí Tổng Giám đốc Đài Tiếng Nói Việt Nam đề nghị ngay sau buổi tổng duyệt, ekip khẩn trương rút kinh nghiệm những điểm còn thiếu sót, tích cực tập luyện, phối hợp nhịp nhàng giữa các bộ phận để chương trình khai mạc đạt chất lượng tốt nhất. Lễ khai mạc liên hoan phát thanh toàn quốc lần thứ 16 năm 2024 sẽ được tổ chức vào 20 giờ tối nay, ngày 11 tháng 7 và được tường thuật trực tiếp trên sóng phát thanh truyền hình và trên các nền tảng số của Đài Tiếng Nói Việt Nam đã phát thanh truyền hình các tỉnh, thành phố trong cả nước. Nhân kỷ niệm 77 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ, chiều nay ngày 11 tháng 7, đoàn công tác của thành phố Hải Phòng do đồng chí Lê Tiến Châu, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trường đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng làm trưởng đoàn đã đến dâng hương dâng hoa tại đền thờ các bà mẹ Việt Nam anh hùng và các anh hùng liệt sĩ tỉnh Thanh Hóa. Tham gia đoàn về phía tỉnh Thanh Hóa có đồng chí Lê Tiến Lam, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh. Trong không khí trang nghiêm và xúc động, đoàn cán bộ lãnh đạo thành phố Hải Phòng và lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa bày tỏ lòng thành kính và chiên sâu sắc công lao to lớn, sự hy sinh vô bờ bến của các mẹ Việt Nam anh hùng và các anh hùng liệt sĩ, các gia đình có công với nước đã công hiến máu xương cuộc đời cho sự nghiệp cách mạng vĩ đại của dân tộc. Trước anh linh các mẹ Việt Nam anh hùng và các anh hùng liệt sĩ, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Hải Phòng và tỉnh Thanh Hóa nguyện phát huy truyền thống vẻ vang, tin tưởng và tuyệt đối trung thành dưới sự lãnh đạo của Đảng, nguyện luôn học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh, phát huy truyền thống đoàn kết, chung sức đồng lòng, tâm huyết, trách nhiệm, quyết tâm xây dựng tỉnh hữu nghị giữa thành phố Hải Phòng và tỉnh Ninh Hóa ngày càng phát triển, góp phần xây dựng đất nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, văn minh, văn hiến và anh hùng. Nhân dịp này, thành phố Hải Phòng đã trao tặng 10 căn nhà trị giá 500 triệu đồng, góp phần hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo, hộ gia đình chính sách, hộ con khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. Sáng nay, Hội đồng Nhân dân thành phố Thanh Hóa khóa 22, nhiệm kỳ 2021-2026, khai mạc kỳ họp thứ 16. Đồng chí Lê Anh Xuân, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Thanh Hóa, chủ trì và phát biểu khai mạc. Phát biểu khai mạc kỳ họp, Đồng chí Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Thanh Hóa nhấn mạnh, 6 tháng năm 2024, Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân thành phố đã tập trung lãnh đạo chỉ đạo và tổ chức thực hiện quyết liệt các nhiệm vụ, giải pháp và đạt được nhiều kết quả quan trọng và khá toàn diện trên tất cả các lĩnh vực, tạo tiền đề cho việc hoàn thành và hoàn thành vượt mức các mục tiêu kinh tế xã hội năm 2024 và những năm tiếp theo. Đồng chí Bí thư Thành ủy Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố đề nghị các đại biểu tham dự kỳ họp nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung nghiên cứu kỹ các báo cáo tờ trình dự thảo nghị quyết, phát huy trí tuệ, thảo luận dân chủ, đóng góp nhiều ý kiến có chất lượng để kỳ họp đạt kết quả tốt nhất. Tại kỳ họp, Hội đồng nhân dân thành phố Thanh Hóa sẽ xem xét quyết định những vấn đề thuộc thẩm quyền gồm các báo cáo của Ủy ban nhân dân thành phố về tình hình phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh 6 tháng, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2024 tình hình kết quả thực hiện dự toán thu ngân sách nhà nước, thu chi ngân sách địa phương, tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công 6 tháng, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2024, kết quả giải quyết các ý kiến kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 12 Hội đồng nhân dân thành phố. Theo đó, kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội trong 6 tháng đầu năm 2024 là tương đối tích cực. Trong 37 chỉ tiêu của năm đã có 5 chỉ tiêu vượt kế hoạch, 3 chỉ tiêu hoàn thành kế hoạch và 29 chỉ tiêu đang thực hiện. Trong đó, nhiều chỉ tiêu có triển vọng hoàn thành và vượt mức kế hoạch, nổi bật là kinh tế tiếp tục tăng trưởng, nhiều chỉ tiêu tăng so với cùng kỳ như giá trị xuất khẩu hàng hóa tăng 18,9% so với cùng kỳ, tổng thu ngân sách nhà nước tăng 35% so với cùng kỳ, giải ngân vốn đầu tư công tăng 97,9% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, việc triển khai thực hiện các dự án, tiến độ lập trình các đồ án quy hoạch còn chậm, công tác đấu giá đất chưa đạt kế hoạch đề ra công tác quản lý trật tự đô thị chưa được duy trì thường xuyên, vẫn có tình trạng tái vi phạm trở lại. Cũng tại kỳ họp này, Hội đồng nhân dân thành phố sẽ xem xét cho ý kiến đối với các báo cáo tờ trình, đồng thời tiến hành phiên chất vấn các cơ quan liên quan về việc thực hiện kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2021-2025, kế hoạch đầu tư công năm 2024 và việc thực hiện giải ngân vốn đầu tư công. Cũng trong sáng nay ngày 11 tháng 7 tại Hà Nội, Hội đồng Thẩm định Trung ương đã tổ chức hội nghị xét công nhận huyện Hà Trung đạt chuẩn nông thôn mới. Đồng chí Trần Thanh Nam, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Chủ tịch Hội đồng Thẩm định Trung ương chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có đồng chí Lê Đức Giang, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cùng đoàn công tác của tỉnh Thanh Hóa. Năm 2011, khi bắt đầu triển khai chương trình xây dựng nông thôn mới, bình quân huyện Hà Trung mới chỉ đạt 4,63 tiêu chí một xã. Xác định xây dựng nông thôn mới không chỉ là nhiệm vụ chính trị quan trọng mà còn là cơ hội để huyện phát triển toàn diện. Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Hà Trung đã đồng lòng vào cuộc tích cực đến nay kết cấu hạ tầng nông thôn trên địa bàn huyện được đầu tư khang trang đồng bộ. Chỉ tính riêng giai đoạn 2011-2023, toàn huyện đã huy động được hơn 12.000 tỷ đồng đầu tư cho chương trình nông thôn mới. Bên cạnh đó, Hà Trung luôn quan tâm đến việc phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập cho người dân, giảm nghèo nhanh và bền vững năm 2023, thu nhập bình quân đầu người toàn huyện đạt 53,68 triệu đồng, tỷ lệ hộ nghèo còn 2,28%. Trên 99% số hộ dân hài lòng với chương trình nông thôn mới, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được nâng cao. Sau khi nghe báo cáo kết quả giả soát hồ sơ đề nghị xét công nhận huyện Hải Trung đạt chuẩn nông thôn mới, báo cáo kết quả đánh giá sự hài lòng của người dân và các ý kiến phản biện tại hội nghị, 100% thành viên Hội đồng Thẩm định Trung ương đã nhất trí đề nghị Thủ tướng Chính phủ công nhận huyện Hà Trung đạt chuẩn huyện nông thôn mới năm 2003, đồng thời đóng góp nhiều ý kiến để huyện Hà Trung nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới sau khi đã đạt chuẩn. Thay mặt Ban chỉ đạo chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Thanh Hóa, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lê Đức Giang cảm ơn và tiếp thu ý kiến đóng góp của các thành viên trong hội đồng thẩm định, đồng thời giải trình những vướng mắc mà các chuyên gia phản biện và hội đồng thẩm định đặt ra đồng chí Phó Chủ tịch Ban dân tỉnh cũng chỉ đạo huyện Hà Trung hoàn thành hồ sơ trình Thủ tướng Chính phủ công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới năm 2023. Đến thời điểm này, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Thanh Hóa và các địa phương trong tỉnh đã chuẩn bị sẵn sàng các điều kiện để Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Thanh Hóa khóa 15 nhiệm kỳ 2024-2029 diễn ra thành công tốt đẹp. Nhiều địa phương đơn vị đã tổ chức các hoạt động sôi nổi có ý nghĩa thiết thực để chào mừng đại hội tuyến đường dài 500m ở xã Triệu Thành huyện Triệu Sơn được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện lựa chọn là công trình chào mừng Đại hội Mặt trận Tổ quốc tỉnh Thanh Hóa. Với sự chỉ đạo sát sao, đến nay công trình đã hoàn thành. Trong dịp này, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Triệu Sơn cũng tiến hành trao tiền hỗ trợ làm nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo ở xã Triệu Thành nhằm động viên các gia đình có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống. Xã thì cũng vừa mới xong thì cũng cơ bản là cũng đã khánh thành được một cái cái nhà gọi là nhà đại đường kết. Trong đó thì đối với mặt trận Tổ quốc huyện đã hỗ trợ 50 triệu và mặt trận Tổ quốc xã thì cũng hỗ trợ là 14 triệu. Và gia đình thì cũng dành dụng rồi vay mượn của và được cái sự giúp đỡ của cộng đồng dân cư cho nên là đến giờ phút bây giờ thì cái nhà là cũng tương đối là ổn định. Cùng với tổ chức các hoạt động thiết thực ý nghĩa để chào mừng đại hội thì công tác tuyên truyền trực quan cũng sớm được triển khai tại thành phố Thanh Hóa, trên các trục đường chính, công tác trang trí băng rôn khẩu hiệu cổ động đã cơ bản được hoàn tất, đảm bảo trang trọng, tiết kiệm thiết thực, đúng định hướng. Các xã phường đã vận động nhân dân treo cờ tổ quốc, tạo khí thế rộn ràng, chào đón ngày hội của khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Xác định công tác tuyên truyền là một nhiệm vụ hết sức quan trọng, giúp cho cán bộ, đảng viên và nhân dân hiểu về cái vai trò của mặt trận tổ quốc Việt Nam À, thông qua đó thì thành phố đã tổ chức triển khai đồng bộ nhiều cái hình thức tuyên truyền bằng việc là cắm hồng kỳ trên các tuyến phố chính, rồi băng rôn, cờ phướn. À, bên cạnh đó cũng sẽ tổ chức triển khai tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh thành phố, trên trang thông tin điện tử thành phố, trang web và bằng nhiều hình thức thông qua hội nghị từ thành phố đến cơ sở. Thông qua đó tạo sự lan tỏa tinh thần của đại hội. Với tinh thần mỗi thôn xã phường một công việc, mỗi người làm một việc tốt để hướng về đại hội. Tinh thần chuẩn bị chào mừng đại hội đang lan tỏa trên khắp các đường làng ngõ xóm bằng những phần việc cụ thể. Các tầng lớp nhân dân trong tỉnh đều hướng về đại hội và tin tưởng, kỳ vọng đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Thanh Hóa lần thứ 15 sẽ thành công tốt đẹp, từ đó khơi dậy sự sáng tạo, tiềm năng, nguồn lực, khát vọng đổi mới trong nhân dân, tiếp tục khẳng định vai trò vị thế để Mặt trận Tổ quốc thực sự là trung tâm của khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Nhiều sức mua của nhiều thị trường tăng trở lại, nên thời điểm này, nhiều doanh nghiệp dệt may trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã ký kết đủ các đơn hàng sản xuất cho cả năm 2024. Các doanh nghiệp đang nỗ lực đảm bảo ổn định nguồn nguyên liệu, người lao động để tăng tốc sản xuất, đáp ứng kịp thời tiến độ giao hàng cho đối tác. Đơn hàng áo len xuất khẩu đang được doanh nghiệp này gấp rút hoàn thiện để kịp tiến độ cho đối tác đến từ Nhật Bản và thị trường châu Âu. Đại diện doanh nghiệp cho biết nhờ đáp ứng được tiêu chuẩn xanh trong sản xuất nên từ đầu năm đến nay doanh nghiệp đã xuất khẩu hơn 1,6 triệu sản phẩm, tăng gần 50% so với cùng kỳ năm ngoái. Thời điểm này, doanh nghiệp cũng đã ký kết đủ các đơn hàng đảm bảo việc làm ổn định cho hơn 1.900 lao động. Về tình hình sản xuất, công ty chúng tôi đã ký thành công các đơn đặt hàng đến hết tháng 2 năm 2025. Mục tiêu sản xuất cho năm 2024 là 4 triệu sản phẩm, lượng đơn hàng rất ổn định. Công ty luôn đảm bảo các chế độ phúc lợi cho toàn thể cán bộ công nhân viên trong toàn công ty để sản xuất ổn định, đáp ứng tốt tiến độ giao hàng cho đối tác. Tỉnh Thanh Hóa hiện có hơn 300 doanh nghiệp sản xuất cho lĩnh vực diệt may. 6 tháng đầu năm 2024, các doanh nghiệp diệt may đã sản xuất đạt gần 319 triệu sản phẩm, tăng 11,6% so với cùng kỳ. Trong đó, xuất khẩu đạt gần 205 triệu sản phẩm, tăng 14,5% so với cùng kỳ. Nhờ việc chủ động tập trung cơ cấu lại mặt hàng, linh hoạt tìm kiếm đơn hàng, đa dạng thị trường nên đến nay nhiều doanh nghiệp đã ký kết đủ đơn hàng sản xuất cho cả năm 2024. Các doanh nghiệp đang tăng ca, tăng kíp làm việc hết công suất để thực hiện đúng tiến độ các đơn hàng đã ký kết. Chúng tôi cũng đang cố gắng uh, phấn đấu tăng trưởng trong năm nay sẽ đạt à, khoảng uh, tăng cho năm ngoái khoảng 150%. Hiện nay là công ty cũng đang hướng đến cái thị trường lớn hơn, đơn hàng sẽ nhiều hơn và nó sẽ tốt hơn. Mình phải có cái công tác chuẩn bị thật tốt. Các cái uh, yêu cầu về cái vấn đề hàng hóa, về chất lượng xanh, rồi là về công nghệ, rồi về uh, quy trình, rồi mình tất cả đều phải thay đổi thì mới đáp ứng được cái nhu cầu. Số khách hàng của bên Trung Quốc là đang tiếp tục dịch chuyển nhà máy về Việt Nam cho nên mà cái khí thế là đi xây dựng mở rộng nhà máy cũng như là các cái đơn hàng tiếp tục mang đến cho một cái kỳ vọng của tập đoàn Tiên Sơn nói riêng và hiệp hội dệt may nói chung là rất là nhiều đơn hàng và kỳ vọng năm nay là toàn hiệp hội chúng tôi cũng đưa ra là tăng trưởng từ 10 đến 15%. Tuy có nhiều tín hiệu khởi sắc về đơn hàng thị trường, song ngành dệt may cũng đang đối diện với những khó khăn do đơn giá sản phẩm vẫn còn thấp hơn so với các năm. Cùng với những biến động tăng giá cước vận tải biển sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến đơn giá, nguồn cung nguyên vật liệu cho ngành dệt may. Do đó, các doanh nghiệp cần chủ động theo dõi sát diễn biến thị trường, tiết giảm chi phí, đa dạng sản phẩm và nỗ lực đáp ứng các tiêu chuẩn ngày càng cao của thị trường để nâng cao giá trị xuất khẩu. Ngành công thương cũng đang đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến thương mại, hỗ trợ doanh nghiệp tận dụng tốt ưu đãi thuế quan từ các hiệp định thương mại đã ký kết để khai thác mở rộng thị trường xuất khẩu. Năm 2024, ngành dệt may Thanh Hóa đặt mục tiêu sản xuất khoảng 530 triệu sản phẩm, xuất khẩu gần 360 triệu sản phẩm. Sàng lọc trước sinh là giải pháp quan trọng nhằm phát hiện can thiệp sớm bệnh tật ở thai nhi, giúp cho trẻ sinh ra phát triển bình thường hoặc tránh được những hậu quả nặng nề do dị tật bẩm sinh gây ra, góp phần nâng cao chất lượng dân số. Tại tỉnh Thanh Hóa, việc sàng lọc trước sinh đang ngày càng được nhiều bà mẹ quan tâm. Làm mẹ là thiên chức cao quý của phụ nữ, song hành trình ấy cũng nhiều áp lực, gian nan. Để em bé ra đời khỏe mạnh, các bà mẹ đã thường xuyên đến các cơ sở y tế kiểm tra sức khỏe, khám thai định kỳ. Đặc biệt, các bà mẹ đã quan tâm nhiều hơn đến sàng lọc trước sinh. Tôi mang thai lần thứ ba từ khi phát hiện mang thai thì tôi nên khám thai định kỳ tại bệnh viện phụ sản theo hướng dẫn của bác sĩ và được bác sĩ tư vấn là tuần thứ 11 đến tuần thứ 14 là siêu âm sàng lọc và lấy máu xét nghiệm sau đấy thì tôi cứ đến khám định kỳ theo hướng dẫn của bác sĩ thì bây giờ thai của tôi đã được 37 tuần phát triển tất cả các chỉ số của bé đều khỏe mạnh bình thường các thai phụ thì nên được đi sàng lọc trước sinh đặc biệt là những thai phụ trên 35 tuổi những thai phụ lớn tuổi những thai phụ có những cái tiền sử sản khoa bất thường ví dụ như là chảy thai hoặc là thai lưu liên tiếp hoặc là đã từng đẻ những em bé có bất thường ví dụ như là bệnh đau hoặc là những bất thường dị tật bẩm sinh những năm gần đây việc sàng lọc trước sinh ngày càng được quan tâm 6 tháng đầu năm 2004, tỉnh Thanh Hóa có hơn 20.000 bà mẹ mang thai được sàng lọc trước sinh Bằng các xét nghiệm sàng lọc cơ bản và các thủ thuật xâm lấn, các bệnh viện đã sàng lọc các đối tượng nguy cơ cao đưa vào chương trình quản lý thai kỳ chặt chẽ, đồng thời chẩn đoán các bất thường về di chuyển để có hướng xử lý kịp thời. Hiện nay thì chúng tôi đã làm thành thường quy các cái kỹ thuật như là tư vấn, lấy mẫu, xét nghiệm, chọc ối và nuôi cấy, nhiễm sắc thể đồ, siêu âm sàng lọc, chẩn đoán trước sinh và lãnh đạo bệnh viện sẽ tiếp tục cử các bác sĩ, các kỹ thuật viên được đi đào tạo chuyên sâu về lĩnh vực này và mua sắm các cái trang thiết bị, máy móc hiện đại để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao phục vụ cho việc khám chữa bệnh của nhân dân trong tỉnh cũng như các tỉnh lân cận. Có nhiều dị tật, căn bệnh bẩm sinh ảnh hưởng đến cuộc sống của trẻ sau khi sinh. Vì vậy, sàng lọc trước sinh là rất cần thiết nhằm phát hiện những bất thường của trẻ từ khi còn trong bụng mẹ. Từ đó, bác sĩ sẽ định hướng can thiệp hoặc điều trị sớm cho trẻ nhằm giảm tỷ lệ trẻ bị tử vong và dị tật trong cộng đồng, góp phần nâng cao chất lượng dân số. Chương trình thời sự xin được khép lại tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.